trời đang mưa nha các bạn ơi. Mình đi dọc đường làm công việc, cái mình bị mắc mưa, cái mình ghé vô cái chạy ra bữa lộn, mình ghé vô cái chạy bán cá giống để mình mua cá con về cho rắn con ăn nha các bạn. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi mưa tạnh đó, mình đang trú mưa, cái mình lấy hai cái tờ sổ số nào mình vào để coi mình có may mắn không nha các bạn. Đây là chạy cá nè mấy bạn. Mấy bạn có nghe mình nói không? Trời mưa lớn quá cho nên là nói nó lớn dữ lắm rồi đó, nhưng mà chắc nghe hơi nhỏ. Để mình cào nha. Bảy mươi nè, chung được 20 nè. 64, 50. 50 có. 84 có. 58, 12. Không có luôn, 23. 39 không có, 37. 39, 62. 37 có. 39 không có. 82 không có luôn. 18, 11. 18, 11. 63. Không có 63, quỷ cứng không? Nó có, vậy đó, nó có ổn định đó. 17, 17, 50, 51, 51 không có mà có 52 nha quý chị. 23, không có 23 luôn. 48, 68, 04, 22, 17 có luôn. 23, không có 23. 23 đồng. 48, không có 48. Đó, cả này trúng được 20 ngàn. Thấy lên. Đó, đây là 70 nè. Để mình lấy thêm tờ nữa mình cào các bạn. Đây là tờ thứ hai nè. Tờ thứ hai chắc đi đời rồi. 35 không có. 34 không có. 68, 24, 88, 4 không có. 24, 50, 22, 64 không. 16, 54, 51, 06 có. 51, 05 không có. 56, 66 đây. 20 không có. 20, 19 không có. 19, 03, 68, 38 hay 68 có. 38 có nè. 71 không có. 74, 40, 46. Cái tờ này là chút của bài đó là 14, chút cái tờ kia là 14. Hai tờ này là hồi sáng á, mình trúng cái tờ kia 10 ngàn. Ủa, một tờ trúng số 20 xong cái mình đi đổi, mình lấy hai tờ này cái trúng thêm 20 ngàn nữa là lỗ hết 10 ngàn hay gì ta, phải không? Rồi vốn chứ, lại xíu đổi tiếp.